Sách cổ tiên tri. Thảm họa xích mã Hồng Dương 60 năm một lần 2026-2027 sẽ có thay đổi rất lớn. Chu kỳ 60 năm trong lời nguyền can niên đã được chứng minh qua lịch sử. Mỗi khi đến năm Bính Ngọ, Đinh Mùi thì thế giới chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Đây cũng là một trong những dự đoán lớn của quyển sách Bính Đinh Quy Giám, rằng thế giới sẽ phải đối mặt với thảm họa xích mã Hồng Dương. Nhưng đáng sợ hơn là năm xích mã Hồng Dương tiếp theo sẽ là vào năm 2026 và 2027. Vậy thảm họa xích mã Hồng Dương đáng sợ như thế nào? Khi nào sẽ xảy ra và thảm họa này có dẫn con người đến sự diệt vong hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Một chu kỳ thảm họa 60 năm. Tai họa năm xích mã Hồng Dương mà người xưa nhắc đến thường xảy ra vào năm Bính Ngọ và Đinh Mùi, cũng tương ứng với hai năm 2026 và 2027 sắp tới. Vậy tại sao hai năm này được gọi là thảm họa? Cần phải đề cập trước về pháp niên của cổ nhân Trung Quốc. Người xưa cho rằng sự thay đổi của thiên đạo và địa đạo quyết định sự phát triển của con người. Vì vậy, họ đã chia sự thay đổi của thiên đạo thành 10 thiên căn lớn, tức là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Chia sự thay đổi của địa đạo thành 12 địa chi lớn, tức là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Trong thiên can địa chi có sự phân chia giữa âm dương, tương ứng với số chẵn là âm, số lẻ là dương. Hai nhánh đất trời hòa quyện, chi phối lẫn nhau chính là quy luật niên đại của một năm. Tính toán như vậy thì mỗi chu kỳ sẽ có 60 cặp, trở thành 60 can chi mà chúng ta quen thuộc ngày nay. Dựa trên cơ sở này, người xưa còn tương quan trời với ngũ hành, địa với các con giáp, tạo ra sự sâu sắc và huyền bí hơn. Người thông thường khó có thể nhận ra quy luật trong đó, từ đó mà sinh ra lòng kính sợ. Năm Bính Ngọ và Đinh Mùi được gọi là năm xích mã Hồng Dương, bởi vì trong hai năm này có ngựa và dê, hai con giáp được liên kết với nhau. Cả hai đều thuộc hành hỏa, mà hỏa là màu đỏ. Vậy nên người ta gọi chung là xích mã Hồng Dương. Thực tế, xích mã và Hồng Dương thực sự không phải là điểm xấu, thậm chí chúng còn là những loài quý hiếm. Xích mã là một loài ngựa rất mạnh mẽ, như loài hãn tuyết bảo mã, nổi tiếng là một loài xích mã. Còn Hồng Dương thường chỉ đến những con dê xương đỏ. Đây là một loài dê rất hiền lành, chúng có núm và miệng đầu màu đỏ và thuộc loài khá hiếm gặp. Mặc dù cả hai không phải là điểm xấu, nhưng những năm mà chúng đại diện trong lịch sử lại đầy âm mưu, chiến tranh, biến động và thảm họa. Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta cần phải đi sâu vào lịch sử. Người đầu tiên đề cập đến thảm họa xích mã Hồng Dương là thiên chủ của Long Hồ Sơn thời Bắc Tống, Trương Kế Tiên. Ông là hậu duệ đời thứ 30 của phái chính nhất thuộc đạo giáo, nhưng lại là một nhân vật huyền thoại chỉ xếp sau Trương Đạo Lăng. Cai quản Sơn Môn khi vừa lên 9 tuổi, ông đã đưa dòng truyền thừa của Long Hồ Sơn phát triển mạnh mẽ. Năm 13 tuổi, ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng và gia nhập triều đình Bắc Tống, trở thành quốc sư được nhà vua trọng dụng. Với khả năng của mình, Trương Kế Tiên đã sớm biết được kiếp nạn xích mã Hồng Dương vào năm 1126. Thông qua lời tiên tri, ông đã ám chỉ cho Tống Huy Tông rằng cần phải tăng cường phòng thủ quân sự, đừng nghĩ đến những việc nhỏ nhặt khác nữa. Tuy nhiên, Tống Huy Tông không hiểu rõ ý đồ của ông, vẫn tiếp tục đắm chìm vào thế giới nghệ thuật. Năm 1126, tức năm Bính Ngọ, quân Kim tiến hành cuộc tấn công ác liệt. Quân Tống hoàn toàn không thể chống cự, nên đội quân của Kim Quốc nhanh chóng đánh đến gần. Lúc này, một vị vua giỏi nghệ thuật như Tống Huy Tông hoàn toàn không biết phải làm thế nào để đối phó với kẻ thù. Trong lúc vội vàng, ông chỉ kịp ban một chiếu chỉ truyền ngôi hoàng đế cho con trai là Tống Khâm Tông. Tướng lĩnh của Kim Quốc bị cảnh này làm bối rối, không biết mục đích của hoàng đế nhà Tống là gì.
Thực ra ý định của Tống Huy Tông rất đơn giản. Bản thân ông hiện tại không còn là hoàng đế nữa, nên không sợ bị quân Kim gây khó dễ. Tư duy lạc quan mù quáng như vậy có thể coi là một điều kỳ lạ trong lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, Tống Huy Tông không hoàn toàn tuyệt vọng vì ông vẫn còn một phương pháp cuối cùng, đó là mời quốc sư đến giúp đỡ. Vậy cuối cùng Trương Kế Tiên có giúp đỡ hoàng đế vượt qua cơn khốn khó này không? Phải chăng Xích Mã Hồng Dương là một lời nguyền nghìn năm đã được lịch sử chứng minh? Một cuốn sách kỳ bí của triều đại Tống, Bính Đinh Quy Giám, tiên đoán về kiếp nạn Xích Mã Hồng Dương theo chu kỳ 60 năm. Vậy kiếp nạn này có thể xảy ra vào năm 2026 và 2027 không? Kiếp nạn Xích Mã Hồng Dương trong lịch sử. Người đầu tiên đưa ra khái niệm về kiếp nạn Xích Mã Hồng Dương vẫn là nhân vật huyền thoại của đạo gia Trương Kế Tiên. Khi quân Kim đến gần kinh thành, Tống Huy Tông đặt hy vọng cuối cùng vào Trương Kế Tiên, bởi ông coi quốc sư như một vị thần, chắc chắn có thể biến đổi những hạt đậu thành binh lính để đánh bại quân Kim. Lúc này, Trương Kế Tiên không ở biên lương, Tống Huy Tông chỉ có thể cử người ngày đêm vượt 800 dặm để mời thiên sư. Có thể, nếu lúc đó thiên sư ở biên lương thì thực sự có cách để đánh bại kẻ thù. Đáng tiếc là ông ấy không ở biên lương và Tống Huy Tông đã bị một pháp sư tên là Quách Kinh lừa dối. Quách Kinh tự xưng là thánh nhân đạo gia, biết pháp lục đinh lục giáp, có thể thông qua phương pháp mời thiên binh thiên tướng xuống trần gian, chắc chắn có thể tiêu diệt quân Kim. Sau khi nghe xong, Tống Huy Tông mừng rỡ thưởng cho Quách Kim một lượng lớn vàng bạc châu báu. Ngoài ra còn giao toàn bộ công việc phòng thủ biên lương cho Quách Kinh. Kết quả vào ngày quân Kim tấn công kinh thành, khi Tống Huy Tông chuẩn bị xem phép màu thì Quách Kinh đã âm thầm lẻn đi cùng với cả tài sản. Kết quả thành biên lương cơ bản đã tự phá, hai vị hoàng đế trực tiếp trở thành tù binh của Đại Kim. Đó chính là sự kiện nhục Tịnh Khang trong lịch sử nhà Tống. Và thời điểm hai hoàng đế trở thành tù binh chính là năm Hồng Dương, Đinh Mùi. Tất nhiên câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Người được cử đi tìm Trương Kế Tiên cuối cùng cũng không gặp được vì thiên sư đã hóa thành tiên và rời đi trước khi anh ta đến. Ông chỉ để lại một bài thơ ca, trong đó có hai dòng đại ý là: dưới ánh mặt trời đỏ phía Tây Sơn, mưa và sương như bị che khuất, phản ánh sự bất lực trong ông. Trương Kế Tiên có cao siêu đến mức nào cũng không thể thay đổi được vận mệnh thế gian. Mặc dù đã tiết lộ về đại nạn Xích Mã Hồng Dương với Huy Tông, nhưng cuối cùng ông cũng không thể cứu vãn được thảm kịch này. Vài chục năm sau, trong tác phẩm Bính Đinh Quy Giám của Sài Vọng thời Nam Tống cũng đề cập đến Xích Mã Hồng Dương. Sài Vọng là một thiên tài thời Nam Tống. Năm 28 tuổi, ông đã được bổ nhiệm về nhận chức tại Trung Thư Phủ. Vào năm 1246, trong kinh đô đã xảy ra hiện tượng nhật thực khiến dân chúng không ngừng bàn luận. Vua Lý Tông ngồi trên ngai vàng cũng rất chú ý đến điều này. Ông ra lệnh cho các quan lại cùng nhau bàn luận hiện tượng thiên văn lần này dự báo điều gì. Lúc này, Sài Vọng đã dâng quyển Bính Đinh Quy Giám lên Tống Lý Tông. Cuốn sách này chủ yếu nói về năm Bính Ngọ và Đinh Mùi, thông qua các sự kiện lịch sử khác nhau để thể hiện sự đặc biệt của hai năm này. Sài Vọng hy vọng rằng vua Lý Tông có thể rút kinh nghiệm từ lịch sử. Năm 1246 chính là năm Bính Ngọ, vậy nên cuốn sách này đã trở thành điều cấm kỵ. Hoàng đế Lý Tông không chấp nhận hành động khi quân. Ông giận dữ và thậm chí muốn trực tiếp chém đầu của Sài Vọng. Nếu không phải các quan thần cầu xin thì Sài Vọng chắc chắn sẽ mất mạng vì cuốn sách này. Mặc dù đã thoát khỏi tai họa, nhưng Sài Vọng cũng đã mất niềm tin vào triều đình. Vì vậy trong 30 năm còn lại của cuộc đời, ông đã sống ẩn dật tại quê nhà và không bao giờ trở lại làm quan. Vậy cuốn sách này đã đề cập đến những gì? Bính Đinh Quy Giám tóm tắt từ năm thứ 52 của Chu Tương Vương nhà Tần đến năm Thiên Phúc thứ 12 trong thời Ngũ Đại. Trong hơn 1.200 năm đó, nhiều thảm họa lớn đã xảy ra vào năm Bính Ngọ và Đinh Mùi. Trước đó chưa từng có ai chú ý đến việc trong hai năm này lại xảy ra những thảm họa nghiêm trọng như một quy luật. Nhìn vào những năm tháng được đề cập trong sách cùng các thảm họa đáng sợ, liệu năm 2026 thế giới có phải đối mặt với đại nạn Xích Mã Hồng Dương hay không? Cuốn sách kỳ bí của triều đại Tống, Bính Đinh Quy Giám đã đưa ra dự đoán về lời nguyền can niên. Mỗi khi đến năm Bính Ngọ và Đinh Mùi, thế giới nhất định sẽ gặp phải tai họa lớn. Lời nguyền này kéo dài suốt 2.000 năm mà vẫn tiếp tục tồn tại. Năm 2026 sẽ là năm Bính Ngọ tiếp theo và có thể lời nguyền sẽ lần nữa tái diện. Những thay đổi lớn
trong thời kỳ Xích Mã Hồng Dương. Nhà sử học Sài Vọng đã tóm tắt những thảm họa này và biên soạn thành cuốn sách Bính Đinh Quy Giám, trong đó đề cập đến năm Bính Ngọ 195 trước Công Nguyên. Vua đầu tiên của triều Đại Hán là Lưu Bang qua đời. Quyền lực triều Đại Hán bị Lữ Hậu kiểm soát, dẫn đến quyền thế của các ngoại thê trở nên quá lớn. Những cuộc đấu tranh triều chính không ngừng diễn ra khiến người dân sống trong sợ hãi. Năm Hồng Dương 167, tức là năm Đinh Mùi, Hán Hoàng đế qua đời, Hán Linh đế lên ngôi và tại thời điểm này, triều Đại Hán chỉ còn là bù nhìn. Sự việc này đã đánh dấu sự suy tàn hoàn toàn của triều Hán. Hán Linh đế chỉ cai trị được 21 năm, nhưng đã phá hủy nền tảng 200 năm của triều Đại Hán chỉ trong nháy mắt. Mặc dù không thể đổ lỗi tất cả cho Hán Linh đế, nhưng ông chính là một trong những thủ phạm lớn nhất. Năm Bính Ngọ 226, Tào Phi vừa lên ngôi được 7 năm, nhưng năm 40 tuổi, vào thế kỷ Hoàng Kim thì ông lại qua đời vì bệnh tật. Lúc này, quyền thần Tư Mã Ý đã lấy lại quyền lực, bắt đầu sự tranh đấu rõ ràng ở nước Ngụy, dẫn đến nguy cơ sụp đổ của triều đại này. Năm Bính Ngọ 826, Đường Kính Tông lên ngôi được 2 năm, nhưng hoàn toàn không thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của một hoàng đế, chỉ biết ăn chơi mỗi ngày, nhưng niềm vui của ông cũng không kéo dài lâu. Năm Đinh Mùi 947, Khiết Đan tấn công thủ đô của Hậu Tần. Hoàng đế Hậu Tần sau khi tự sát không thành đã trở thành tù binh của Đại Liêu. Do hạn chế về lịch sử, tác phẩm Bính Đinh Quy Giám của Sài Vọng chỉ thống kê đến năm đó. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trong lịch sử sau đó, thảm họa Xích Mã Hồng Dương vẫn tiếp tục kéo dài. Vào năm 1366, Hoàng đế lập quốc Đại Minh Chu Nguyên Chương khởi đầu cuộc chiến lớn khiến hàng ngàn người dân bị cuốn vào, cả nước xảy ra nhiều thiên tai nhân họa. Năm 1786, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter ở Tứ Xuyên đã khiến sạt lở núi trên diện rộng, sông Đại Độ bị tắc nghẽn tạo thành hồ ngăn. Ngày hồ ngăn vỡ, nước lũ tràn xuống tạo ra thảm họa lớn với hàng trăm nghìn người thiệt mạng, khung cảnh gần như là ngày tận thế. Vì những sự trùng hợp này, nhiều người tin rằng lời nguyền Xích Mã Hồng Dương là có thật. Và năm Xích Mã Hồng Dương tiếp theo sẽ là năm 2026 và 2027. Nếu chỉ nhìn từ thần số học, hai năm này thực sự khó đoán hơn so với những năm trước, bởi vì đây là sự kết hợp giữa cửu ly hỏa vận và Xích Mã Hồng Dương. Thần số cửu ly cũng thuộc hành hỏa, khi kết hợp với Xích Mã và Hồng Dương sẽ là lửa chồng thêm lửa. Cửu ly chủ yếu liên quan đến sự thay đổi, nữ giới và sự chia ly. Điều này có nghĩa là cuộc đại họa Xích Mã Hồng Dương lần này sẽ có một nhân vật quan trọng xuất hiện từ cuộc khủng hoảng văn hóa. Tuy nhiên, cho dù là cửu ly hỏa vận hay Xích Mã Hồng Dương cũng chưa được chứng minh bởi khoa học. Vậy nên chúng ta chỉ xem đó là một lời khuyên tham khảo mà thôi. Có thể đại nạn Xích Mã Hồng Dương theo như thống kê chỉ là sự tình cờ. Sự phức tạp của lịch sử chính là kết quả của sự tác động của ba chiều: quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ là một tấm gương, tương lai là mục tiêu và con người chỉ có thể nắm giữ một chiều hiện tại. Các bạn có dự đoán gì về hai năm Xích Mã Hồng Dương sắp tới đây? Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.